Hello anh em nhé. Chiến đấu máy bay của Tencent. Chơi thử xem nó thế nào nhé. Chả đâu phải thích lắm. Nhà game nghe hay phết đấy. Đầu tiên chơi một game máy bay của Tencent. Đầu tiên có một game Tencent sản xuất mà nó là kiểu như thế này. We'll be right back.
xét ngay, làm gì có tuổi.